Angela Phương Trinh thân mật với Võ Cảnh tại sân bay, rộ nghi án phim giả tên thật. Cặp đôi tỏ ra vô cùng thân thiết với nhau và Angela Phương Trinh và Võ Cảnh còn dành cho nhau những cử chỉ thân mật lúc ở trên xe về nhà. Mới đây, chúng tôi đã bắt gặp Angela Phương Trinh cùng với 5 người mẫu Võ Cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến bay từ Hà Nội trở về thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cuối tuần qua, dàn nghệ sĩ Việt đã có dịp tề tụ đông đủ tại thủ đô Hà Nội để tham gia lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016. Angela Phương Trinh cũng là một trong những nghệ sĩ trẻ xuất hiện nổi bật tại sự kiện với hình ảnh sexy gợi cảm. Bên cạnh đó, cô cùng với bạn diễn của mình là người mẫu Võ Cảnh và ekip đoàn phim điện ảnh mới nhất mà cả hai tham gia diễn xuất chính đã có dịp quảng bá hình ảnh trước khán giả thủ đô. Tại sân bay, Angela Phương Trinh và Võ Cảnh diện đồ tông sẹt tông với hai màu sắc trắng đen nổi bật. Từ khi xuất hiện, cặp đôi liên tục thân thiết với nhau khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn về họ. Sau khi ra ngoài và đứng chờ xe đến đón, Angela Phương Trinh và Võ Cảnh thoải mái đứng trò chuyện và đùa giỡn với nhau. Sau đó, cả hai nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay để trở về nhà. Angela Phương Trinh và Võ Cảnh còn dành cho nhau những cử chỉ thân mật khi ở trên xe. Cách đây không lâu, một đoạn trailer của bộ phim do cả hai tham gia cũng được nhà sản xuất tung ra với những hình ảnh lãng mạn trong chuyện tình trên màn ảnh của Angela Phương Trinh và Võ Cảnh đã gây được hiệu ứng mạnh với khán giả. Liệu những hình ảnh dưới đây có phải là nghi án cho câu chuyện phim giả tình thật của cặp đôi mới của showbiz này hay không? Mời các bạn cùng xem những hình ảnh mới nhất của cặp đôi màn ảnh Angela Phương Trinh và Võ Cảnh mà chúng tôi vừa ghi lại được. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!